What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình lại sẽ tiếp tục đập hộp cho các anh em một con bàn phím cơ mới đến từ hãng Idora. Và dạo này mình thấy Idora để khá là nhiều sản phẩm cho nên rất là khó mà có thể đánh giá hết được tất cả các sản phẩm. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng review nhiều nhất có thể các sản phẩm đến từ hãng Idora cho các bạn nhé. Ok, let's go. Đầu tiên về cái phần vỏ hộp của em này thì chúng ta có thể thấy là nó cũng khá là màu mè. Chúng ta có thể nhìn thấy cái bàn phím được in trực tiếp ở bên ngoài đây. Với cái mã hiệu là EK311, chúng ta sẽ có các cái thông số như switch Otemu, mã bàn phím là 311 đây. Phía đằng sau thì sẽ là màu đỏ, đằng trước sẽ là màu đen. Và một số các cái thông tin cơ bản khác vân vân và vân vân. Không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ khui hộp luôn nha. Với giống như các cái bàn phím của thằng EK khác thì chúng ta sẽ thấy nó đóng hộp rất là đơn giản. Ở phía trong sẽ có hai cái đệm bút và ở giữa thì chúng ta sẽ có chiếc bàn phím, thế thôi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ không còn cái gì kèm theo hết, rất là đơn giản luôn. Rồi và đây chính là chiếc bàn phím EK311 của chúng ta. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy thì đây chính là chiếc bàn phím full size và có kích thước khá là gọn gàng. Thằng này nhìn giống như là một cái phiên bản kiểu dạng đối lập với con EK387. Về con EK387 thì chúng ta sẽ thấy nó là dạng cổ điển với switch chìm và nhìn có vẻ rất là cục mịch, chắc chắn. Thì con này có vẻ thanh thoát hơn một chút. Chúng ta sẽ thấy đó là dùng hệ thống switch nổi như thế này. Đó. Với cái switch nổi như thế này chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh bàn phím. Tuy nhiên thì nó sẽ làm kém đi cái phần chắc chắn của bàn phím. Ở phía mặt trên thì chúng ta vẫn sẽ trang bị được một lây bằng kim loại như thế này. Và cái lớp này sẽ được sơn phủ một cái lớp tĩnh điện chống giật cũng như là chống cháy. Đó là một cái nước đi khá là tốt. Tại vì thường mình thấy những bàn phím mà để kim loại trần như thế này ở Việt Nam nếu mà không có sơn một cái lớp chống giật này lên thì rất là dễ bị giật. Chúng ta sẽ thấy có một logo Idora ở ngay đây. Ngoài ra thì em này đang sử dụng hệ thống full size chuẩn ANSI 104 phím cho nên các bạn có thể yên tâm. Với cái layout này thì chúng ta có thể chơi được keycap thoải mái. Nói về phần keycap thì chúng ta thấy keycap của em này làm khá là khác so với những chiếc bàn phím cơ đến từ phía bên tàu. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái hệ thống phông chữ quốc tế nhìn rất là đẹp và mượt mà, y như những cái bàn phím cao cấp đến từ Leopold hoặc là đến từ thằng Philco cũng như là một số hãng phím khác. Nói chung là nó nhìn rất là chuẩn tế chứ không phải như là chuẩn tàu khựa. Tiện nói về cái phông của em này thì chúng ta sẽ kiểm tra cái phần keycap luôn. Về cái phần keycap của em này thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Keycap của em này làm khá là tốt. Đặc biệt là cái phông chữ đẹp, chúng ta sẽ còn có một cái hệ thống double shot cực kỳ dày và chỉnh chu, tốt hơn nhiều so với những thằng khác. Kể cả những con dòng EK3104 hoặc là EK387 thì mình làm vẫn không thấy dày và hoàn chỉnh bằng con này. Đây mình lấy thử thêm một con keycap của EK3104 ra nhé. Như các bạn đã thấy thì hiện tại con keycap của EK3104 thì cái phần lót phía trong nó sẽ làm không có dày tràn hết và đều như cái con EK311 này. Đó, đây là một sự khác biệt khá lớn. Và đây chính là một cái điểm mạnh mà mình thấy chỉ có duy nhất là EK311 làm trong các cái dòng của EK Idora. Quay lại chiếc bàn phím EK311. Ở phía mặt sau của em này thì làm khá là đơn giản, không còn cầu kỳ như con EK387 hoặc là EK3104. Ta vẫn sẽ có bốn cái chấu cao su ở đây và khi bật lên thì cái này chúng ta vẫn có thể giữ được chống trơn trượt cho chiếc bàn phím. Tuy nhiên nó chỉ còn có một nấc chứ không còn hai nấc giống như EK387 và 3104. Và cái đường đi dây của nó cũng sẽ không còn nữa, chúng ta sẽ có dây cố định nằm ở phía bên tay phải đây. Về dây cáp em này thì nó cũng sẽ được tinh giảm đi một chút, chúng ta sẽ không còn là dây dù chống rối mà chỉ còn là dây nhựa thôi. Và dây nhựa này mình thấy làm cũng khá to và dày, nó cũng có khả năng chống rối nha các bạn. Chúng ta vẫn sẽ được trang bị đó là một cái cục chống nhiễu cũng như là đầu USB vẫn được mạ vàng, khá là ngon. Em EK311 này đang được trang bị switch của Otemu cũng giống như những cái thằng kia và nó sẽ có blue, red và brown. Tuy nhiên thì cái tiếng của em này nghe rất là đã. Đó. Cái tiếng blue nhé, còn tiếng red với brown thì mình thấy nó cũng bình thường thôi. Nghe nó khá là to, to hơn cả con EK387 cũng như là EK3104. Tí nữa mình sẽ test trực tiếp hai con cho các bạn xem.
Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần đó là hệ thống đèn LED của em này. Rồi, ok, sau khi mình đã tắt bớt đèn ở trong phòng đi và cắm bàn phím vào thì chúng ta sẽ thấy một cái hệ thống đèn LED. Đèn LED của em này thì là hệ thống đèn LED Rainbow thôi chứ không phải là hệ thống đèn LED RGB như những con kia. Tuy nhiên thì LED của nó khá là sáng. Nếu mà các bạn chơi ở trong ban đêm thì này nó sẽ rực chứ không có sáng yếu như những con EK387 trước đây. Và cái do cái chân của nó sẽ là chân nổi cho nên các bạn có thể nhìn thấy là LED nó sẽ tỏa đều ra phía dưới chân luôn. Nếu mà nó làm play màu trắng nữa thì nhìn có vẻ sáng nó sẽ thì ánh sáng của nó có sẽ tỏa đến sáng hơn nữa. Về hệ thống đèn LED của em này thì chúng ta có thể chỉnh bằng cách FN cộng nút lên để tăng độ sáng, xuống để giảm độ sáng, cũng tương tự như những con kia. FN Insert để chúng ta có thể chuyển đổi giữa các cái chế độ đèn LED của em này. Đó. Khá là đơn giản. Em này có rất là nhiều chế độ LED luôn. Đây mình lỡ nhớ cho các bạn coi. Và chế độ đèn LED cũng khá là đẹp và mượt mà, chứ nó không có gượng như những cái con bàn phím tàu khác. À, FN cộng mút nó phải để tăng cái tốc độ chạy LED lên. Đây. Đó. Rất là nhanh. Và nó có rất là nhiều chế độ và chúng ta chỉ cần ấn FN với nút Insert thôi, không cần ấn phải nút khác nữa nhé. Không giống như cái con K387 kia. Đó, rất là nhiều. Rồi tí nữa mình sẽ show toàn bộ chế độ LED cho anh em xem. Ok, mình đã đưa cái micro vào gần hai chiếc bàn phím rồi. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn nghe tiếng gõ của hai em này. Em ở dưới đây thì chính là em EK387 Blue Switch. Em ở trên này là EK311 cũng là Blue Switch. Thì các bạn sẽ cùng nghe nhé. Mình sẽ gõ EK387 trước. Như các bạn đã thấy thì tiếng gõ của con EK387 thì nó khá là êm và nó không có đanh. Có lẽ là do cái khung này nó đã chặn bớt cái tiếng ồn vang ra. Còn về con EK311 thì sao? Đây. Đó, các bạn đã thấy là cái tiếng của nó nghe rất là to. To hơn khá là nhiều so với lại cái con EK387 nhé. Và cái tiếng của nó khá là đanh nữa. Các cái nút Space hay là nút Shift Enter thì mình thấy nó có thiết kế khá là ổn, không đến nỗi cao cấp quá nhưng mà nó sẽ đỡ lọc sọc hơn rất là nhiều so với những chiếc bàn phím tàu khác, và cái tiếng của nó nghe khá là thích tai. Nếu mà các bạn nào thích nghe tiếng blue to thì có lẽ EK311 là một cái sự lựa chọn khá tốt. Ok, như vậy là mình vừa mới đi đánh giá sơ qua về chiếc bàn phím EK311. Thì các em thấy như thế nào về chiếc bàn phím này với cái tầm giá chỉ khoảng tầm 600 ngàn? Với mình thì đây là một chiếc bàn phím rất là ổn, đặc biệt là cho những bạn không có kinh phí nhiều nhưng cần một chiếc bàn phím full size, đầy đủ chức năng, LED đẹp và đặc biệt là được bảo hành lâu dài. Em này vẫn được bảo hành 2 năm theo chính hãng của Idora tại Việt Nam nhé. Ngoài ra thì cái thiết kế của nó khá là đơn giản, không có gì phải phàn nàn, đồng thời là đèn LED cũng rất là đẹp nữa. Nói chung khá là ổn. Về ưu điểm của em này thì mình thấy cái đặc biệt nhất đó chính là về cái phông chữ. Thì cái phông chữ của em này nhìn rất là đẹp và rất là mảnh mai, giống như những phông chữ của các bàn phím quốc tế khác, nó không có tàu. Ngoài ra em này còn hỗ trợ được 3 loại switch, đó là một cái hỗ trợ rất là tốt đến từ Idora để chúng ta có thể thoải mái lựa chọn. Trong cái tầm giá này rất là hiếm những cái hãng nào mà chịu khó đầu tư nhiều loại switch như thế này. Về điểm trừ của em này thì mình nghĩ tới đó là cái thiết kế của nó khá là đơn giản, không có cao cấp, thì tất nhiên cái này là phải chịu thôi, tại vì với tầm tiền này khó lắm. Và một cái điểm trừ nữa mà mình thấy đó là cái em này sẽ bị loại bỏ đi cái tính năng đó là thay nóng switch, một điểm trừ khá là đáng tiếc. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ được hỗ trợ bảo hành 2 năm cho nên các bạn yên tâm nhé. Chúng ta sẽ không có thể móc switch thôi, chứ còn vấn đề hỗ trợ thay switch thì vẫn để cho bên bảo hành lo. Ok, các bạn thấy chiếc bàn phím này như thế nào? Hãy để lại bình luận phía dưới phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Boss Gear. Nếu thấy hay thì hãy nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.